mọi người nhé. Mình xin được tự thiệu, mình là Nguyễn Thanh Tuấn, mình sinh năm 1986 và hiện tại bây giờ mình đang sống ở thành phố Hải Dương. Để hướng ứng cái video đầu tiên của chị Mai Dương ấy, khi mà chị làm cái video, hai vợ chồng chị làm cái video giới thiệu về bản thân mình nên trong một group nhóm. Hôm nay thì mình cũng hưởng ứng cái chương trình đấy của chị để góp phần cho chúng ta sẽ có được một cái group hoạt động cách sôi nổi và tâm huyết. Thì hôm nay mình cũng làm một cái video giới thiệu như tất cả các bạn. Thì mấy hôm vừa rồi mình cũng định làm rồi, nhưng mà do là mình cũng bận cho nên là chưa thực hiện được. Thì hôm nay có thời gian rảnh thì mình sẽ làm một cái video để mình giới thiệu về bản thân mình một chút để cho mọi người chúng ta cùng biết, để chúng ta sau này chúng ta có thể làm việc cùng nhau sẽ tốt đẹp hơn và cố gắng là chúng ta sẽ tạo ra được một cái group của chúng ta là hoạt động một cách có thực và nó có thể là giúp là lời và giúp cho tất cả mọi người chúng ta có thể trao đổi những kiến thức, cũng như là không những là làm YouTube, và ngoài làm YouTube ra thì những kiến thức trong cuộc sống để mọi người cùng nhau phát triển và giúp chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để có thể tạo ra được những thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay mình cũng xin được giới thiệu về bản thân mình một chút. Thì mình sinh năm 1986 và hiện tại bây giờ mình đang làm quản lý sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Browser Việt Nam. Thì mình cũng trước đây thì mình cũng có tham gia kiếm tiền trên internet, cái MMO đấy, là những cái năm cuối khi mà mình học đại học. Thì những cái năm đấy thì mình bắt đầu tham gia vào những năm 2010 ấy. Những ngày đấy mình tham gia vào hình thức kiếm tiền đó là hình thức PTU. Thì sau khi mà mình ra trường và mình đi làm rồi ấy, thì mình đã bỏ cái hình thức tham gia kiếm tiền đấy và tập trung vào công việc. Thì sau một cái thời gian làm việc thì bây giờ mình lại muốn quay lại tìm một cái nguồn thu nhập thêm. Thì mình đang cố gắng là phát triển là cứ mỗi một năm mình sẽ tìm thêm cho mình 1 đến 2 nguồn thu nhập. Bởi vì là mình sẽ có một cái điều như thế này, nếu các bạn muốn thu nhập của bạn tăng lên, tổng tài sản của bạn tăng lên nhiều, thì các bạn sẽ phải cần làm thế nào để cho các nguồn thu nhập chúng ta sẽ tăng lên. Không thể để cho các nguồn thu nhập của chúng ta mà nó chỉ dựa duy nhất vào một nguồn thôi. Đặc biệt là những các bạn làm công ăn lương, mình cũng đang làm công ăn lương thôi. Đấy, thì các bạn sẽ phải cố gắng là tạo ra cho mình một năm, mỗi một năm đi, mình sẽ tăng thêm một cái nguồn thu nhập nào đấy. Đấy, dù ít hay dù nhiều, 1 triệu, 2 triệu, hay 3 triệu hay nhiều hơn thì càng tốt. Miễn sao nó là những cái nguồn thu nhập tự do, thụ động để các bạn có thể có thêm. Thứ nhất là các bạn có thêm nguồn chi phí cho cái cuộc sống gia đình. Thứ hai là các bạn sẽ có thêm một cái cơ hội để các bạn kiếm tiền. Và biết đâu sau này những cơ hội đấy chính là những cái cơ hội chính để cho các bạn có thể kiếm được ra nhiều tiền hơn chẳng hạn. Và chúng ta có thể thoát khỏi cuộc sống làm công ăn lương. Cái thì đấy cũng là một cái mong muốn của mình khi mình tìm đến YouTube. Thì hiện tại mình bắt đầu làm YouTube từ cái cuối năm 2017. Thì mình có thành lập một cái kênh, đó là cái kênh Tuấn Nguyễn Food. Thì cũng nên được cũng ít video lắm, cũng không nên được nhiều video. Thì hiện tại bây giờ thì mình cũng đang tương đối rất là bận, nên là mình cũng cố gắng là mỗi tuần mình có thể ra được một video trên kênh đấy. Và đang thời gian tới thì mình đang có kế hoạch phát triển thêm khoảng 2 kênh nữa, một kênh nước ngoài và một kênh Việt Nam nữa. Thì cũng mong là tất cả các bạn hưởng ứng cho mình. Đấy. Thì qua cái video này thì mình cũng muốn giới thiệu bản thân mình đến tất cả các bạn trong group. Và một cái nữa là mình cũng muốn là tất cả các bạn ở trong group của mình, tầm ở group chúng ta đang phấn đấu là có khoảng 300 người. Thì 300 người đấy sẽ là 300 những chiến binh để chúng ta có thể giúp nhau vượt qua được tất cả các khó khăn và cùng giúp nhau phát triển để có thể tạo ra được một cộng đồng mạng. Đấy, với 300 người đấy tạo ra một cộng đồng, và một cộng đồng này sau này nó lớn mạnh và tất cả mọi người có thể hỗ trợ nhau, có thể giúp đỡ nhau để cùng nhau phát triển. Thì đấy cũng là cái mình muốn và mong tất cả mọi người cũng cùng cái suy nghĩ giống mình, thì có thể là chúng ta sẽ được một group rất là lớn mạnh. Và sau này khi mà chúng ta gặp nhau ngoài đời chẳng hạn, thì lúc đấy có thể là một trong những cái những kỷ niệm rất là tuyệt vời. Đấy, mong là tất cả mọi người ai mà chưa có video giới thiệu nên group ấy, thì mọi người cố gắng làm video giới thiệu group để chúng ta có thể là biết được mặt nhau. Sau này chúng ta có thể giao lưu, ví dụ như các bạn nào cùng một sở thích nào đấy, các bạn có thể giao lưu thường xuyên cùng nhau chẳng hạn. Thì mong là tất cả các bạn hãy nắm những video giới thiệu. Đây cũng là một cái cách để giúp cho mình, đây cũng là một cái cách để giúp cho các bạn nói chuyện tốt hơn, và cũng là một cái khả năng để sau này các bạn làm vlog sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, thì cũng mong là qua cái video giới thiệu này, đầu tiên mình cũng cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu, bởi vì là cái ngày đầu mình làm video ấy, thì mình cũng xem qua rất nhiều các cái video của thầy, và từ những cái video giới thiệu của thầy đấy thì bắt đầu mày mò mình làm, và hiện tại đến bây giờ thì mình cũng có một chút kinh nghiệm để mình làm một chút YouTube, cũng rất là mong là thầy và các bạn có thể chỉ bảo thêm cho mình để mình có thể phát triển cái kênh YouTube của mình nó lớn mạnh hơn trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.